Mình không nhắc chắc các bạn cũng chả nhớ ông này đâu. Đi tìm ai là bản đồng thành công nhất EPL 2023. Martinez Azakdemu 4-7 triệu bảng. Mạnh mẽ, ngang tàng, không ngại va chạm. Anh là một chiến binh mà bất cứ Man United nào cũng yêu. Thành công. Richarlison Everton tới tốt 50 triệu bảng. Nếu như FC nhảy Richarlison đá khá bay, thử khả trống lại là câu chuyện khác. Hai bàn, ba kiến tạo lại còn vừa dính chấn thương nữa. Flop. Calvin Phillips Leeds tới Man City 42 triệu bảng. Có lẽ nhiều The Citizen cảm thấy bất ngờ về cái tên này vì chả thấy đóng góp gì. Cụ thể là không bàn, không kiến tạo sau 17 trận. Flop. Nunes Benfica tới Liverpool 64 triệu bảng. Đúng là Nunes dứt điểm kém thật, nhưng khả năng chạy chỗ, pressing, hút người là tốt nha. Với việc đã có 14 lần ăn mừng, 4 lần dọn cỗ nên cần thêm thời gian. Aubameyang Barca tới Chelsea 10 triệu bảng. Mình không nhắc thì chắc các bạn cũng chả nhớ ông này đâu. Đơn giản là ông này toàn ngồi chơi rồi, cuối tuần nhận lương thôi. Flop. To be continued. Nha.